Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự yên tĩnh hay yên bình. Yên tĩnh nghĩa là gì? Danh từ chất lượng, trạng thái yên tĩnh, sự điềm tĩnh, sự bình yên tĩnh, sự thanh thản. Yên tĩnh trong nước có nghĩa là gì? Trước những bất ổn khắc nghiệt của quốc gia, non trẻ của chúng ta, cụm từ đảm bảo sự yên bình trong nước là cam kết của những người sáng lập chúng ta trong việc gìn giữ hòa bình dân sự để mọi người có thể sống cuộc sống của mình mà không sợ xung đột xã hội. Tuy nhiên, sự yên tĩnh trong nước theo nghĩa đen có nghĩa là bình yên trong nhà, không chỉ trên đường phố của chúng ta mà trong nhà của chúng ta. Sự yên tĩnh có phải là một cảm xúc không? Sự yên tĩnh là một cảm giác yên bình và yên tĩnh. Đó là cảm giác bạn có khi ngồi trên bầu trời đầy sao, nghe tiếng dế kêu. Hào quang của sự yên tĩnh đến từ sự bình lặng trong thế giới. Điều này khiến bạn cảm thấy bạn đang ở trong thế giới, không cần quan tâm. Sự yên tĩnh đôi khi cũng được đánh vần với một sự yên tĩnh. Biểu tượng của sự yên tĩnh là gì? Chim bồ câu. Chim bồ câu thường gắn liền với hòa bình, yên tĩnh và ân sủng. Ý nghĩa của nó đã trở thành nên phổ biến đến mức các tôn giáo lớn trên thế giới như Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo đã sử dụng biểu tượng này như một đại diện chân thực nhất của hòa bình, ân sủng và thần thánh. Ví dụ về sự yên tĩnh trong nước là gì? Sự yên tĩnh trong nước nói chung có nghĩa là sự yên bình trong gia đình. Nó có thể có nghĩa là đề cập đến gia đình như các tiểu bang. Sự yên ổn trong nước liên quan đến hiến pháp được gọi là hòa bình giữa các quốc gia. Hiến pháp trao quyền cho chính phủ liên bang nổi loạn và dịu dàng căng thẳng những các bang khác. Làm thế nào để bạn sử dụng có sự yên tĩnh? Lời khuyên của sự yên tĩnh: thứ nhất, đừng lo lắng về hình ảnh bản thân của bạn. Tất cả chúng ta đều có một hình ảnh về bản thân, cách chúng ta nghĩ, chúng ta xuất hiện với người khác. Thứ hai, từ bỏ việc cố gắng tìm kiếm chính mình. Thứ ba, tôn vinh sự độc đáo của bạn. Thứ bốn, tạo một môi trường hòa bình trong cuộc sống của bạn. Thứ năm, nhận thức được sự hào phóng thực sự là gì. Thứ sáu, đang sống. Thứ bảy, hãy nhận thức về thời điểm này trong cuộc sống của bạn. Số 8, đi chậm lại. Làm thế nào để bạn mô tả sự yên tĩnh? Danh từ yên tĩnh có nghĩa là trạng thái hòa bình và yên tĩnh, giống như sự yên tĩnh mà bạn cảm nhận được từ ở bờ hồ yên tĩnh hoặc bên trong một nhà thờ đẹp. Sự yên tĩnh cũng có thể mô tả tính cách của mọi người, hòa bình vào bản thân, cuộc sống của bạn và những người khiến bạn phát điên. Hòa bình và yên tĩnh làm gì? Theo hợp đồng trong menu bắt đầu của bạn sẽ thay đổi hợp đồng từ Death Wish thành My Wish. Trong chế độ Peace and Tranquility, bạn có thể được một dấu hiệu của sự sỉ nhục trên bản đồ. Nhưng điều này có thể được khắc phục bằng cách xé bỏ hợp đồng và thực hiện các thử thách bình thường. Làm thế nào để bạn sống trong yên tĩnh? Lời khuyên cho sự yên tĩnh: thứ nhất, đừng lo lắng về hình ảnh bản thân của bạn. Tất cả chúng ta đều có một hình ảnh về bản thân, cách chúng ta nghĩ, chúng ta xuất hiện với người khác. Thứ hai, từ bỏ việc cố gắng tìm kiếm chính mình. Thứ ba, tôn vinh sự độc đáo của bạn. Thứ bốn, tạo một môi trường hòa bình trong cuộc sống của bạn. Thứ năm, nhận được thức được sự hào phóng thực sự là gì. Thứ sáu, sống ngay bây giờ. Thứ bảy, hãy nhận thức về thời điểm này trong cuộc sống của bạn. Tại sao sự thanh thản lại quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Thực ra, thanh thản không chỉ là một sự trốn chạy khỏi công việc và cuộc sống gia đình. Nó thúc đẩy sự phát triển cá nhân về nghề nghiệp bằng cách cung cấp cơ hội để tự khám phá và hiểu biết bản thân và bằng cách phục hồi năng lượng. Yên tĩnh nghĩa là gì? Khi một nơi trốn, trạng thái tâm trí của bạn yên tĩnh, tĩnh lặng và thanh thản, nó là yên tĩnh. Giống như một cái ao không gợn sóng, yên tĩnh có nghĩa là bình lặng và nhẹ nhàng.
một trạng thái tâm trí dễ chịu, không có gì để kích động hoặc gây lo lắng, cũng có thể được coi là trạng thái yên tĩnh. Làm thế nào để bạn đạt những sự yên tĩnh? Thứ nhất, tự rút lui khỏi mọi hoạt động. Thứ hai, nhắm mắt lại. Thứ ba, thư giãn cơ thể của bạn. Thứ bốn, dừng suy nghĩ ngoại trừ về điều này. Thứ năm, hít thở sâu. Thứ sáu, quan sát hơi thở của bạn với sự tập trung cao độ. Thứ bảy, tưởng tượng bạn đang đi dạo trên bãi biển hoặc công viên. Thứ tám, giả vờ bạn không lo lắng và không căng thẳng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.